Hello, xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của diễn đàn TraderTop.net, tức là Trader Việt của chúng ta đó. Hôm nay là ngày 25 tháng 12 và chúng ta vừa tận hưởng một đêm Noel rất là vui vẻ vào cuối tuần. Nhưng không vì vậy mà chúng ta quên làm bài tập là phân tích biểu đồ đúng không anh em? Chúng ta vẫn có thể vạch ra cái kế hoạch giao dịch cho tuần tới, mặc dù có thể không giao dịch nhưng mà cái kế hoạch thì chúng ta cứ vạch ra. Đây cũng là một cách mà chúng ta làm bài tập cho cái việc thiết lập biểu đồ của mình hàng hàng tuần như là một thói quen vậy đó, và người có một cái thói quen lành mạnh thì có thể sẽ dễ dàng thành công hơn so với những người khác. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái phân tích hôm nay nha anh em. Lựa chọn xịn sò quá. Đặc biệt là trong việc đầu tư, chị nhất định phải chọn STB. Với STB, muốn mua gì cũng được. Giao dịch cùng STB với hơn 2.000 sản phẩm tài chính. Rồi, đầu tiên thì như thường lệ chúng ta sẽ nhìn trước về cái chỉ số USD Index, tức là chỉ số đo sức mạnh của đồng đô. Thì với cái tỷ trọng ở trên thị trường Forex, tức là thị trường tiền tệ đó, thị trường Currencies, thì cái tỷ trọng của đồng đô nó chiếm đâu đó khoảng 90%, hay nói cách khác là gần như những cái giao dịch, những cái cặp tiền chính nó đều liên quan tới đồng đô, hay nói cách khác là đồng đô nó là cái đồng tiền mà quyết định sự biến động của thị trường tiền tệ. Thì việc mà chúng ta quan sát và phân tích USD Index nó cũng sẽ giúp chúng ta có những cái đầu mối nhất định về việc là cái thị trường sẽ biến động như thế nào. Tuần trước chúng ta đã dừng ở đâu nhỉ? Tuần trước đây, tuần trước ở đây, chủ nhật, thứ sáu là ở đây. Chúng ta phân tích vào chủ nhật thì cái thanh giá nó dừng lại thứ sáu, thì kỳ vọng của chúng ta là giá nếu mà retest lại ở đây thì USD Index sẽ có một nhịp giảm. Thì cái điều này đã gần chính xác thôi, là vì sau đó thì cái ngày thứ ba này chúng ta đã có một nhịp giảm nhưng mà giá đã hồi ngược trở lên. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn nhận cái hướng đi cho USD Index trong tuần tới. Thì chúng ta sẽ nhìn từ góc độ khung thời gian tuần trước, thì chúng ta sẽ thấy gì ở khung thời gian tuần? Chúng ta thấy tuần vừa rồi, tuần này, cái tuần vừa vừa diễn biến xong á, thì tuần này là một cái thanh pin 3 tăng giá nữa. Chúng ta gọi nó là pin 3 vì nó có bóng dưới dài, bóng trên và bóng dưới dài nó đều là pin 3. Pin 3 là bóng dưới dài và đóng cửa một nửa, và tiếp trước nó cũng là một cái pin 3 tăng giá. Trước nó thì là một cái pin 3 giảm. Một cái pin 3 giảm sau đó kế tiếp bằng hai cái pin 3 tăng giá, thì ở đây nó cho chúng ta thấy là gì? Có cái áp lực mua từ phía dưới. Và cái pin 3 tăng của tuần rồi nó nằm lọt vào pin 3 của tuần trước, nó tạo thành mô hình chúng ta gọi là mô hình inside 3. Inside 3 tức là thanh giá nằm trong, inside là trong, 3 là thanh giá. Ý nó nói là cái thanh giá mới nhất này nè, là nó nằm trong cái thanh giá trước đó. Và bản thân cái thanh giá của tuần vừa rồi, anh em có thể thấy là nó nhỏ hơn so với những cái thanh giá đứng trước nó, biên độ của nó ở đây so với những thanh giá đứng trước, thì chúng ta nhìn bằng mắt chúng ta cũng thấy là nó nhỏ hơn khá là nhiều những cái thanh giá này. Đó, suốt những giai đoạn này nó nhỏ hơn rất là nhiều. Nghĩa là trong tuần vừa rồi đó là tuần biến động rất là hẹp của chỉ số USD Index, tức là gì? Đây là một cái sự tích lũy và biến động. Mặc dù tuần vừa rồi chúng ta biết cũng là một cái tuần mà trước lễ Giáng sinh, thì cái việc nó biến động hẹp cũng là một cái lý do thiếu đi cái biến động giá. Nhưng mà về mặt hành vi giá, tức là về mặt price action, thì nó là một cái thanh giá chúng ta gọi là narrow range, tức là thanh giá có biên độ hẹp. Và thanh giá biên độ hẹp này nó lại nằm ở trong một cái mô hình, nằm trong lọt trong một cái nến trước nó, tạo thành mô hình inside 3. Thì inside 3 và narrow range mà đi kèm với nhau thì nó thường sẽ cảnh báo một nhịp biến động lớn có thể sẽ diễn ra. Chúng ta nhìn thoáng thoáng sơ qua thì chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái inside 3 và narrow range nằm ở đây nè. Đây nè, thanh giá này cũng khá là nhỏ nằm lọt vào đây. Và kết quả là sau đó thì ba tuần kế tiếp sau đó là ba tuần biến động khá là mạnh. Đó. Thì thường cái cấu trúc nó sẽ là như vậy. Ở đây cũng tương tự, chúng ta thấy là một cái inside 3 và một cái narrow range, và kết quả sau đó là một giai đoạn trending. Đó.
Tương tự như vậy, chúng ta có thể nhìn sơ sơ thôi là chúng ta có thể thấy một vài cái inside bar và narrow range khác mà chúng ta thấy là gì, thường sau đó nó sẽ dẫn đến một cái nhịp biến động được tăng lên so với cái thành inside bar đó, thành inside bar và narrow range đó. Thì với cái cấu trúc hai thanh pin bar tăng giá liên tục ở đây và inside bar và narrow range ở đây thì có thể chúng ta sẽ có một cái nhịp điều chỉnh thiên về lên phía trên dành cho USD Index. Ở đây chúng ta thấy là cái face spread ở đây này, nó quét xuống dưới phía dưới này, quét chạm vào cái support này, sau đó bật lên và ở đây tiếp tục là một cú bật lên nữa, thì rõ ràng chúng ta thấy là cái áp lực mua từ phía dưới này nó đang có, và điều này có thể đẩy USD Index lên một chút xíu. Và USD Index mà tăng thì có nghĩa là các cặp tiền khác, nó có thể cặp tiền ngược đô khác nó có thể giảm. Thì chúng ta quay lại cái hành vi giá trong ngày, thì trong suốt tuần vừa rồi đây, bắt đầu thành thứ 2, 3, 4, 5, 6, thì chúng ta thấy là gì? Ở đây là chúng ta có một thanh giá giảm, một thanh giá nhỏ, và ở đây là có một pin bar lớn bật lên. Thì chúng ta thấy một lần nữa có một pin bar và nó quét xuống phía dưới đáy của thanh hai cái thanh giá này và nó kéo lên. Thì ở đây chúng ta có một cái thanh pin bar nó tạo thành một cú face spread giống như là một cú rung lắc vậy đó, và nó gần chạm tới cái vùng hỗ trợ cũ thì nó lại kéo lên. Thì như vậy trong tuần này chúng ta có thể, mặc dù là thiên về giảm, nhưng mà chúng ta có thể sẽ chứng kiến một cái nhịp hồi lên phía trên dành cho US dollar ha. US dollar có thể hồi lên phía trên này, và đây là một cái vùng BBZ rất là quan trọng, nó đã có nhiều lần đẩy giá trở xuống thì có thể chúng ta sẽ thấy nó hồi lên phía trên này trước khi có thể nó lại đi xuống. Như vậy trong tuần này thì khả năng hồi là một điều có thể là cần cân nhắc cho USD. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua vàng, chúng ta thấy gì ở vàng trong tuần vừa rồi. Thì chúng ta kỳ vọng là vàng nếu mà có giảm xuống phía dưới này chúng ta sẽ mua vào. Thì ở đây chúng ta có ngày thứ hai lên đó. Ngày thứ hai là cái thanh narrow range này, và ngày thứ ba nó bật tăng rất là mạnh, thứ tư lại ra một cái pin ba giảm, thứ năm đảo chiều xuống. Thì ở đây chúng ta thấy đã có một cái cú retest tại đây đó, retest và thất bại tại đây. Nhưng mà trước khi chúng ta nói sâu hơn về thứ này thì chúng ta sẽ quay sang biểu đồ tuần để chúng ta thấy được xem là có cái gì. Ở đây chúng ta có tuần thứ hai liên tiếp vàng có nỗ lực vượt lên phía trên này, những kéo ngược trở xuống. Ở đây chúng ta cũng có cái đỉnh này, ở đây chúng ta lại có cái đỉnh này đang vượt lên trên cái đỉnh này, nhưng mà đuối sức ha, hai cái bóng nến bị đẩy trở xuống. Và chúng ta nhìn qua thì chúng ta thấy cái vùng giá này là gì, xung quanh vùng giá 1.800, nghĩa là cái vùng số tròn 1.800 đang là cái tác nhân chặn giá vàng trong bốn tuần liên tục. Tuần này vượt lên 1.800 kéo xuống, tuần này lên 1.800 đẩy xuống, tuần này lên 1.800 đẩy xuống, tuần này lên 1.800 lại đẩy xuống. 4 tuần liên tục có nỗ lực tăng giá vượt 1.800 nhưng đều bị chặn lại ở phía trên 1.800 này. Như vậy thì chúng ta có thể thiên về khả năng vàng sẽ có một nhịp điều chỉnh xuống nếu mà nhìn từ góc độ khung thời gian tuần đó. Và ở đây chúng ta cũng có một cái inside bar nè, cái tuần này đang nằm lọt trong tuần này nè đó. Chúng ta đang có một cái inside bar dưới dạng là một cái pin bar kép. Pin bar kép nghĩa là hai cái pin bar liên tục đó. Thì chúng ta có thể sẽ chứng kiến một nhịp điều chỉnh giảm của vàng nếu chúng ta nhìn từ góc độ khung thời gian tuần. Và bây giờ chúng ta quay lại khung thời gian ngày thì chúng ta thấy là gì? Bây giờ vàng đang dịch chuyển ở bên trong cái khung giá này. Khung giá bên trong cái khung giá này. Chúng ta đã có cái cụm nến ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm, ba ngày liên tục. Ở đây có một cái cụm nến cụm nến sao hôm, evening star của mô hình nến Nhật. Một thanh giá tăng, một cái pin bar hay là một thanh giá nhỏ hay là một con xoay mà spinning top gì đó dựng lại, sau đó là một thanh giảm trở lại. Thì ở đây là một cái cấu trúc đảo xuống, và chúng ta cũng đã thấy nó hơi giống ở bên này thì nó cũng tương tự như vậy, một thanh giá tăng dựng lại và giảm xuống, và tiếp tục ở đây cũng vậy, thấy giá tăng dựng lại và giảm xuống liên tục trong cái vùng giá này, đang có cái lực đẩy xuống của vàng. Và đây cái cấu trúc này nó liên tục lặp lại khi giá vượt vùng 1.800 ha, ba lần liên tục như vậy. Thì ba nỗ lực liên tục giảm như vậy mà không tăng được thì thường nó sẽ dẫn đến một cái kết quả là có một cái sự giảm giá
đó là cái mô hình, cái cấu trúc chúng ta gọi là cấu trúc ba nhịp đẩy tăng giá, mà cái cấu trúc này thường nằm ở cuối cùng của một cái đường, một cái xu hướng tăng mạnh. Và ở đây chúng ta có một nhịp đẩy rất là mạnh, sau đó nó có một nhịp đi chéo ở đây cho thấy là chúng ta đã bị giảm cái động lượng tăng giá. Như vậy thì khả năng là vàng có thể bị đẩy về xuống dưới đây. Nhưng mà chúng ta lưu ý, ở đây là một cái vùng PPZ mạnh vì nó đã có một lần đảo chiều ở đây, một lần đảo chiều ở đây và một lần đảo chiều ở đây. Như vậy chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cái ý tưởng chủ đạo của chúng ta là chờ mua từ bên dưới. Chờ mua từ bên dưới thuận theo cái xu hướng giá tăng này. Chúng ta đang kỳ vọng là cái xu hướng giá tăng này nó sẽ mất đi cái lực tăng do cái cấu trúc tăng giá ở đây nè, và nó sẽ giảm xuống trước khi nó bật lên trở lại. Chúng ta còn nhớ khung thời gian tuần thì chúng ta cũng đang có những cái tín hiệu suy yếu ở phía trên cái vùng giá 1.800, và ở khung thời gian ngày thì chúng ta đang thấy rõ hơn rồi đó. Như vậy cái việc chờ mua từ phía dưới này chứ không mua ở trên ở 1.800 trở lên nha anh em, tại vì chúng ta đã chứng kiến được những cái cú đẩy từ 1.000 trên 1.800 trở xuống rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ chờ mua từ phía dưới chứ không chờ mua từ phía trên dành cho vàng trong tuần này. Rồi chúng ta nói về dầu. Chúng ta nói về dầu, trong tuần vừa rồi chúng ta kỳ vọng là bán dầu ở phía vùng phía trên 80 này. Đây là một cái PPZ kháng cự, nó gồm có vùng đáy này, vùng đáy này, vùng đỉnh này, vùng đỉnh này, quanh quanh khoảng từ 80 tới 84, một cái vùng giá khá rộng nếu chúng ta nhìn từ góc độ khung thời gian ngày. Và kết quả là gì? Chúng ta đã có vào ngày thứ sáu tuần vừa rồi, chúng ta đã có một cú chạm ở trên 80, vượt 80 một chút xíu và kéo ngược xuống vùng 79.31 để đóng cửa. Như vậy thì cái ý tưởng bán trên 80 của chúng ta tới thời điểm này chúng ta đã có một chút ít lợi nhuận. Rồi chúng ta sẽ quay về tuần này để chúng ta xem xét tình hình. Thì quay về tuần này thì ở khung thời gian tuần chúng ta thấy được điều gì? Chúng ta thấy là gì? Mô hình inside bar được tạo bởi thanh giá giảm này vẫn được duy trì khi hai cái tuần tăng giá liên tục này nó vẫn đang nằm ở trong cái biên độ của thanh giá giảm lớn này. Chúng ta có hai tuần tăng liên tục, và nếu chúng ta quan sát nguyên một cái nhịp giảm này thì chúng ta thấy là hai tuần tăng liên tục là cái điều gì đó cũng khá là hiếm hoi. Chúng ta có hai tuần tăng ở đây trước khi giảm lại, ở đây chúng ta có ba tuần tăng trước khi giảm lại, ở đây chúng ta có hai tuần tăng trước khi giảm lại, còn lại đa số là đây là một tuần, đây là một tuần. Như vậy maximum trong một cái giai đoạn giảm kéo dài từ giá trên 121 về dưới giá 70 này, về vùng giá khoảng 70 này của dầu, nguyên cái chặng đường giảm giá này thì maximum lắm thì cũng tăng được cỡ 3 tuần liên tục là sẽ giảm trở lại. Và cái vùng tăng vùng cản mạnh của dầu chúng ta nhìn từ khung thời gian tuần, đó là cái đường EMA 20 nằm ở giữa của Kennedy Channel, cái đường màu trắng ở giữa này, thì anh em thấy ở đây có một lần bật xuống nè, ở đây thì gần bật thôi, ở đây bật xuống nè, ở đây bật xuống nè, và ở đây bật xuống nè. Như vậy thì nếu khả năng tiếp tục diễn ra trong giống như là những cái điều gì đã lặp lại trong suốt giai đoạn giảm này thì cùng lắm là dầu sẽ có một nhịp tăng nữa lên tới tầm khoảng 84 hoặc lên nó vượt EMA 20 chút xíu lên khoảng 87-88 gì đó, giống như hai trường hợp ở đây vượt lên chút xíu thì rồi sau đó nó sẽ giảm trở lại đó. Thì điều tôi muốn nói ở đây là mô hình inside bar sẽ vẫn còn duy trì ở đây cho thấy dầu vẫn đang nén giá, và nếu có một tuần tăng giá nữa thì đó là cũng là có thể là tuần tăng giá cuối cùng ở trong cái nhịp tăng giá của dầu đó. Vì trong suốt quá trình này chúng ta không có ba tuần, không có tuần nào tăng giá mà không có cái giai đoạn tăng giá nào mà có quá 3 tuần cả. Như vậy thì nếu mà có tuần này tăng nữa thì tăng cũng làm tới EMA 20 là sẽ bị chặn. Đó là cái chúng ta nhìn thấy từ khung thời gian tuần. Còn cái chúng ta nhìn thấy từ khung thời gian ngày thì sao? Đầu tiên về mặt cấu trúc xu hướng thì chúng ta vẫn thấy ở đây là đỉnh thấp dần, và bây giờ chạm ở đây thì cũng đang thấp dần, thấp hơn so với đỉnh này. Đó. Và ở đây chúng ta có một cái cấu trúc chúng ta gọi là cấu trúc hai nhịp hồi lên. Đây là nhịp hồi thứ nhất. Và nếu mà nó cân bằng với nhịp hồi thứ hai thì đây chúng ta sẽ thấy nó sẽ đâu đó trên vùng 80 mà chúng ta vừa chạm vào thì nó sẽ có sự có tín hiệu suy yếu. Thì đây chúng ta có thể vẽ một cái mô hình, chúng ta có thể gọi là nó là mô hình cờ flag. Đây là một cái bearish flag. Thì chúng ta có thể canh khi giá mà nó chạm đây và nó rơi ra khỏi mô hình này thì chúng ta có thể bắt đầu bán xuống
với một cái tín hiệu rõ hơn. Thì một cái giai đoạn hồi như vậy nó có thể là hồi đơn kiểu như này, nó hồi lên phát đi xuống luôn, hoặc có thể là những mô hình, những cái giai đoạn chúng ta gọi là hồi phức, một nhịp, hai nhịp, hoặc ở đây ví dụ một nhịp lên, hai nhịp lên, ba nhịp lên, nó mới drop xuống đây, hồi lên một nhịp rồi lại đi xuống, hồi lên một nhịp đi xuống, hồi lên một nhịp đi xuống, thì sau đó nó sẽ đi lên ở đây với hai nhịp hồi. Những cái nhịp hồi như vậy, nó những cái nhịp hồi đơn và hồi phức như vậy, nó sẽ liên tục đan xen và thay thế lẫn nhau. Thì thường đa số những nhịp hồi lên thì nó sẽ mang tính hồi phức nhiều hơn là hồi đơn. Hồi đơn là trong cái bối cảnh là xu hướng nó quá suy yếu thì nó chỉ lên được một nhịp và nó bị đẩy xuống luôn rồi, tạo một cái đáy thấp hơn như thế này. Nhưng mà khi cái trend nó đã bắt đầu mạnh lên thì những cái nhịp hồi chúng ta sẽ thấy có thể là những nhịp hồi phức, nhịp hồi lên 2-3 lần đó. Đây là một nhịp đẩy và đây là hai nhịp đẩy. Và đây là chúng ta đang dựa trên cái lý thuyết là sóng cân bằng để chúng ta cho là cái nhịp đẩy lên này nó sẽ tương ứng với cái nhịp đẩy lên này. Và từ đó chúng ta sẽ vẽ được là chúng ta kỳ vọng bán ra ở cái vùng trên 80 như cũ. Rồi, dầu là như vậy ha, chúng ta sẽ tiếp tục canh vùng trên 80. Rồi, chúng ta đi qua EURUSD. EURUSD trong tuần vừa rồi thì chúng ta kỳ vọng là mua vào từ phía dưới, và kết quả là chúng ta đã không thể nào kích hoạt được cái lệnh mua này vì giá nó không có chạm vùng mua. Rồi, chúng ta nhìn từ khung thời gian tuần để chúng ta thấy là trong tuần vừa rồi là một tuần rất là ngủ gật của EURUSD vì thanh giá được tạo ra khá là nhỏ và có bóng trên. Đây là một cái narrow range và một cái inside bar nữa, inside bar lọt vào trong narrow range, thì điều này chúng ta thấy là chúng ta có thể đang bị nén lại về mặt biến động và có thể sẽ dẫn tới một cái nhịp biến động lớn tới đây. Và khi chúng ta nhìn qua bên trái thì chúng ta vẫn tiếp tục cái câu gọi là look left to trade right, nhìn trái để trade bên phải, thì chúng ta thấy là vùng 1.08 có cái đáy này và có cái đỉnh này, nằm khoảng từ 1.07 cho tới đâu đó trên khoảng 1.09 á, thì đây là một cái vùng gọi là vùng kháng cự chính EPZ ở khung thời gian tuần. Thì hiện giờ trong cái đợt vừa rồi thì giá chạm lên trên 1.07.34 thì đã đảo xuống và tạo một cái pin 3 giảm như thế này. Thì với một cái pin 3 tiếp theo của tuần vừa rồi thì có thể euro sẽ có bắt đầu có một cái nhịp điều chỉnh trở xuống. Nhưng mà cái cấu trúc biểu đồ ở khung thời gian tuần thì EURUSD đang ở cái cấu trúc biểu đồ là tăng giá nha. Như vậy chúng ta nếu chúng ta hồi xuống tới cái vùng PPZ này chẳng hạn, ở quanh giá khoảng 1.03 ở đây tới 1.02 và tới khoảng 1.03 mấy ở đây, thì đây chúng ta có một cái PPZ rất là mạnh đây, nó có thể là một vùng mua chủ đạo cho EURUSD nếu chúng ta nhìn từ góc độ là khung thời gian tuần. Và nhìn từ góc độ từ khung thời gian ngày thì chúng ta thấy điều gì ở đây? Lần trước chúng ta đã xác định mô hình là rising wedge, tức là cái nêm tăng giá ở đây, thì cái nêm tăng giá ở đây có thể là một cái tín hiệu kỹ thuật cho một nhịp điều chỉnh giảm xuống đối với EURUSD. Nhưng mà chúng ta thấy là trong tuần vừa qua thì EURUSD biến động khá là chán ha. Chúng ta có 5 ngày liên tục đi ngang và có một cái đặc điểm là chúng ta thấy những cái thanh giá trong suốt giai đoạn này đều có cái bóng trên, cả cái thanh giá giảm, bóng trên, bóng trên, bóng trên, bóng trên, bóng trên, bóng trên. Như vậy là chúng ta liên tục có cái dấu hiệu của sức ép bán từ phía trên xuống, và chúng ta thấy một giai đoạn đi ngang ở đây rất là chặt do sự biến động hẹp của giai đoạn nghỉ lễ, nó tạo một cái range giá rất là chặt ở đây với 6 thanh giá liên tục có bóng trên đi ngang. Và với cái hành vi giá như thế này thì chúng ta kỳ vọng là sẽ có một cái đợt bùng nổ giá biến động diễn ra, và nếu mà có là một cái nhịp giảm thì nó sẽ đưa giá đi như thế này về tới khoảng 1.05, và 1.05 và một giai đoạn 1.05, 1.04 này chính là một cái cơ hội mà mua vào. Chúng ta sẽ chờ mua từ phía dưới vì cái cấu trúc biểu đồ thì nó vẫn thiên về phía tăng giá ở khung thời gian ngày, và khung thời gian tuần thì chúng ta vẫn có xu hướng tăng. Như vậy thì chúng ta chờ mua nó sẽ thuận lợi hơn. Đó, cái hành vi giá nó sẽ có thể diễn biến như vậy. Rồi, đối với GU, GBP, USD, bảng Anh với lại đô la, thì trong tuần vừa rồi chúng ta kỳ vọng là chờ mua từ phía dưới, thì kết quả là chúng ta, nếu mà chúng ta mua ở vùng này đúng như cái ý tưởng giao dịch của tuần trước, thì hiện nay chúng ta đang hòa vốn vì giá đang nằm ở trong vùng mua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích cho tuần tới, thì nhìn từ khung thời gian tuần chúng ta thấy sau cái cú mà gọi là fake out hay là rung lắc, check out ở đây quét lên phía trên kéo xuống phía dưới, thì
gỗ đã có tuần giảm thứ hai liên tiếp, thì xét về cái cấu trúc biểu đồ thì ở đây chúng ta có là gỗ nó đã tạo được một cái đỉnh cao mới ở đây, thì về mặt lý thuyết nó có thể bắt đầu vượt qua cái đỉnh bên này là một, thì đó là một cái dấu hiệu khá là chúng ta gọi là bullish, tức là tăng giá. Và chúng ta nhìn xuống thì ở đây chúng ta sẽ thấy có cái khu vực nằm ngang xung quanh khoảng giá 1.19 cho tới giá 1.17 trong 200 pip này, thì chúng ta thấy là gì, có cái đáy này, đỉnh này và những cái thanh giá có bóng nến ở đây. Thì như vậy quanh 1.17 cho tới 1.19 là chúng ta đang có lực mua. Như vậy nếu GU này giảm xuống tới khoảng 1.19, 1.17 thì chúng ta có thể sẽ chạm vào cái vùng chúng ta gọi là vùng PPZ, Private Zone, thì cái vùng đó có thể là cái yếu tố kỹ thuật sẽ tạo nâng đỡ cho bạn anh trong cái khung thời gian tuần đó. Còn về khung thời gian ngày thì sao? Khung thời gian ngày chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy bản anh về mặt lý thuyết phân tích kỹ thuật thì chúng ta đã có một cái sự thay đổi về mặt xu hướng trên khung thời gian ngày, từ tăng giá sang giảm giá. Tại vì sao? Tại vì đây là cái đỉnh thấp nhất nơi đã tạo ra cái đáy cao hơn ở đây. Đây là cái đáy thấp nhất nơi đã tạo ra cái đỉnh cao hơn đây. Đáy này đẩy lên tạo đỉnh này. Như vậy nếu mà cái đáy này bị phá vỡ thì về mặt lý thuyết giá đã tạo một cái lower low, tức là một cái đáy thấp hơn. Và khi có một cái đáy thấp hơn diễn ra thì chúng ta được cảnh báo là cái xu hướng có thể bị chuyển sang cái xu hướng giảm. Bây giờ việc tiếp theo của nó là nó tạo một cái lower high ở đây và nó giảm xuống phía dưới này. Khi đó thì xu hướng giảm ở trên cái khung thời gian này của GU sẽ được xác nhận ha, vì chúng ta đã có lower low ở đây, lower high ở đây và đi xuống break xuống để xác nhận cái lower high này, thì chúng ta có thể sẽ có xu hướng giảm ở đây. Nhưng ở cái góc độ này thì chúng ta có thể có làm một cái kèo bẫy giá, tức là bẫy bằng cách nào đó. Trường hợp nếu giá vượt trở lên và đóng cửa phía trên cái thanh giá này thì lúc đó nguyên cái cụm giá phía dưới này nó, chúng ta sẽ có một cái cụm chúng ta gọi là bear trap, tức là bẫy giá giảm sẽ là cái việc là giá phá vỡ một cái vùng hỗ trợ, sau đó quay lên nhanh chóng để bẫy những người theo cái hướng là giá giảm, theo hướng bán khống xuống phía dưới. Lúc đó họ sẽ phải thoát lệnh thật là nhanh, và cái việc thoát lệnh nhanh của họ sẽ tạo thành một cái luồng lệnh hay là một cái dòng chảy lệnh đó, đẩy áp lực, đẩy giá vượt lên phía trên. Thì những cái trade gọi là trade dựa theo những cái breakout, những cái fake out, những cái bear trap, bull trap như vậy thì được khá là nhiều các trader chuyên nghiệp người ta sử dụng, vì đó là một cái tín hiệu kỹ thuật khá là mạnh mẽ. Thì ở đây chúng ta nhắc lại, chúng ta sẽ chờ mua trong tuần này khi mà giá vượt ngược lên phía trên này, thì chúng ta sẽ mua với kỳ vọng nó có thể retest lại đỉnh cũ đó. Còn nếu không thì nếu mà giá tiếp tục đi xuống phía dưới thanh giá này và đóng cửa xuống phía dưới thanh giá này thì chúng ta có thể có một cái đợt giảm giá về tới cái đáy, tới cái support mạnh tiếp theo và có thể sẽ có bật lên ở support mạnh tiếp theo này đó, theo cái hướng như chúng ta đã chọn phía trước đó. Rồi chúng ta nhìn Bitcoin trong tuần vừa rồi, chúng ta kỳ vọng nếu giá vượt lên phía trên này thì chúng ta sẽ chờ bán xuống, nhưng mà rất tiếc là chúng ta đã không có một cái hành vi giá nào vượt lên cả, mà giá sau khi được đẩy mạnh lên hôm thứ ba thì đang đi ngang tại đây. Rồi như vậy cái kế hoạch giao dịch của chúng ta đã không kích hoạt được. Bây giờ chúng ta nhìn từ khung thời gian tuần xem sao. Khung thời gian tuần của chúng ta thì chúng ta đang có một cái pin 3 đẩy lên rất là mạnh sau cái pin 3 xuống cực kỳ ấn tượng của tuần trước đó. Thì tuần vừa rồi là một cái pin 3 đẩy lên cho thấy là vẫn còn cái lực mua ứng cứu từ phía dưới, giống như giai đoạn này chúng ta thấy là giai đoạn liên tục có bóng dưới, thì giai đoạn này tiếp tục có một cái bóng nữa. Như vậy cho thấy là cái vùng mà dưới 17.000 đang là cái vùng gọi là thu hút được cái lực mua khá là tốt. Ở đây những cái bóng nến xung quanh từ khoảng 15.500 cho tới khoảng trên 16.000 đó, cho tới khoảng này chúng ta thấy có cái áp lực mua từ phía dưới. Rồi như vậy thì chúng ta thấy là tuần vừa rồi có áp lực mua, nhưng mà coi tuần
tuần vừa rồi nếu mà diễn biến trên khung thời gian này thì như thế nào. Đây chúng ta thấy đây vẫn là một cái vùng PPZ rất là quan trọng với những cái bóng, những cái đáy bên này, đáy đáy bên này và những cái đỉnh phía bên này. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy là gì? Sức ép giảm thì nó vẫn còn đó. Nó vẫn còn, nó giảm từ, nó chặn từ phía trên, còn sức ép tăng thì áp lực từ phía dưới. Thì giá vẫn đang đi trong cái range như thế này. Đó. Hầu như tất cả các đỉnh đáy của giai đoạn khoảng một tháng rưỡi vừa qua nó chỉ nằm gọn ở trong cái range này thôi. Và chúng ta sẽ thấy là gì? Ở đây cái vùng này chúng ta sẽ có một cái mô hình chúng ta gọi là mô hình vai đầu vai, vai đầu vai bất cân đối. Đây, vai đầu vai, thì ở đây chúng ta có một cái mô hình kỹ thuật vai đầu vai bất cân đối, và trong cái production thì nó có một cái tên khác nữa, nó gọi là mô hình Quasimodo. Quasimodo tức là nếu mà anh em có biết về chuyện những người khốn khổ của Victor Hugo thì chúng ta sẽ biết về nhân vật chúng ta gọi là thằng gù ở nhà thờ Đức Bà đó. Thì đây là cái mô hình, cái tên của thằng gù đó tên là Quasimodo. Thì cái mô hình này dựa trên cái trên tên đó, tức là nó bị gù, cái vai nó không cân nhau. Nếu mà là một người bình thường thì hai cái vai sẽ cân nhau, nhưng một người bị gù thì hai cái vai nó sẽ không cân nhau, dẫn tới việc là chúng ta có cái mô hình nó có tên như vậy. Cái vai này xuống dưới đây luôn và cái này ở đây. Như vậy thì nếu mà theo mô hình này thì chúng ta sẽ chờ bán khi mà ở cái điểm hai cái vai này nó ngang ngang nhau, nó khoảng trên 17.000. Và trong trường hợp backup thì chúng ta sẽ vẫn bán ra ở phía trên này. Trong hành vi giá của tuần vừa rồi thì chúng ta thấy rõ ràng có lực đẩy lên từ phía dưới với cái pin 3 nằm ở đây vào thứ năm, nhưng mà sau đó thì giá đang đi ngang trong giai đoạn nghỉ lễ Noel rồi. Thì bây giờ chúng ta kỳ vọng có thể là giá sẽ được đẩy lên phía trên này, nhưng mà lưu ý là phần phía trên vẫn là vùng bán khá là mạnh đó, vùng bán khá là mạnh với mô hình thằng gù ở đây và hai kỳ vọng bán ở đây. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp tới ETH. Trong tuần vừa rồi chúng ta cũng là chờ bán. Bán từ phía trên này, nhưng mà rất tiếc đâu rồi. Chủ nhật ở đây chúng ta kỳ vọng chờ bán phía trên này, nhưng mà rất tiếc là giá đã không lên tới phía trên này. Đó, không kích hoạt được. Và chúng ta có gì trên khung thời gian tuần trong tuần vừa qua? Thì đây là một cú bật lên tương đối, có biên độ là tương đối hẹp so với cái thanh này chúng ta gọi là pin 3 giảm, và nó tạo thành một cái bearish outside 3, nó bao trùm cái thanh giá phía trước vào trong nó. Thì cái tuần hồi lên này cũng khá là yếu. Như vậy thì ở khung thời gian tuần vẫn chưa có gì đặc biệt ha, chưa thấy có lực mua mãnh liệt đâu. Như vậy thì chúng ta vẫn thiên về bán hơn so với ở khung thời gian tuần, vì dù sao các đỉnh nó vẫn đang thấp dần, đỉnh đáy vẫn đang thấp dần xuống. Rồi nhìn vào khung thời gian ngày thì chúng ta thấy ở đây rõ ràng chúng ta đang có một cái PPZ ở đây đó. PPZ ở đây thì chúng ta thấy là giá đang đi lần quần ở trong này. Thì cái kịch bản A của chúng ta, nếu chúng ta cảm thấy ở đây là có một sự đuối sức rồi ở đây, thì chúng ta có thể canh bán ở đây trước. Rồi sau đó chúng ta, trong trường hợp canh bán ở đây mà không thành công, thì chúng ta có thể canh bán lại ở phía trên cái vùng giá chính của tuần trước mà chúng ta canh, là vùng phía trên này. Vì phía trên này nó là một cái PPZ rất là quan trọng. Đây, nếu chúng ta zoom out, tức là chúng ta phóng nhỏ nó lại, thì chúng ta sẽ thấy thường xuyên có những cái đỉnh đáy được tạo ra xung quanh cái vùng giá này. Nó rất là quan trọng. Đó. Đối với ETH là như vậy. Chúng ta có hai kỳ vọng bán, và với cái kỳ vọng là giá sẽ bị đẩy lại, trở lại về đáy cũ. Rồi, cuối cùng là BNB. BNB trong tuần vừa rồi chúng ta chờ bán. Và kết quả là chúng ta đã bắt được đỉnh ha, vào nguyên một cái giai đoạn chủ nhật bật lên thứ hai, thứ ba, thứ tư thì giá loanh quanh xung quanh vùng bán chúng ta, và sau đó thứ năm thì nó bật xuống và hiện giờ đang nằm dưới vùng bán. Nghĩa là nếu chúng ta bán ra ở đây theo lý thuyết và theo ý tưởng mà chúng ta phân tích tuần trước thì chúng ta đang có lợi nhuận tính tới thời điểm này. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về khung thời gian tuần để chúng ta thấy là gì. BNB có một tuần giảm giá,
Khác với Bitcoin và ETH có tuần tăng giá thì BNB có tuần giảm giá, nhưng mà lực giảm không đáng kể, rất là mỏng, rất là nhỏ, và nó có một cái thanh giá có cái bóng dưới được hình thành, nó là một cái pin 3 tăng giá. Trước cũng là một cái pin 3 tăng giá và bây giờ cũng là một cái pin 3 tăng giá. Như vậy thì có thể giá sẽ được giữ chân một chút xíu, hoặc ít ra được đẩy lên một chút xíu trước khi có những cái hành vi giá tiếp theo. Đó thì chúng ta sẽ thấy cái vùng mà phía dưới này, từ bóng dưới này khoảng từ 202 cho tới xung quanh mốc 200, 202.8, thì đây đang là một cái vùng có lực mua rất là mạnh dành cho BNB. Cái đáy bên này, cái đáy này và cái đáy này tất cả đều nằm xung quanh cái trục là từ 202 tới 108, hay nói cách khác là xoay quanh vùng giá 200 là đang là, có lẽ đang là một cái giá tốt dành cho BNB trước mắt. Và như tôi đã vừa nói vừa rồi thì cái lực mua đang được thể hiện xung quanh cái tuần vừa rồi và tuần trước đó, thì điều này có thể giúp cho BNB được giữ lại một chút xíu. Rồi, nhìn từ khung thời gian ngày, chúng ta thấy là gì? Chưa có bất cứ một cái ý tưởng giao dịch nào mới dành cho BNB cả. Vì giá đi ngang, giá đang đi ngang trong cái vùng khung giá như thế này. Rồi, một cái khung giá, vùng giá chật hẹp như thế này. Đó, thì kỳ vọng của chúng ta trong tuần này vẫn là bán BNB, và một cái lần bán đẹp, một cái cú bán đẹp sẽ là một cái cú mà khi giá vượt lên phía trên này một chút xíu và giật ngược trở xuống để tạo một cái face spread, hay là gọi là một cái bull trap gì đó, một cái bull trap, cái face spread, thì ở lúc đó chúng ta sẽ vào lệnh bán, nó sẽ ngọt hơn. Và như chúng ta đã nói với nhau là vùng giá từ 202 tới 108 đang là vùng giá có lực mua tốt cho BNB. Vì vậy nếu anh em có short, tức là có bán khống BNB, thì cái vùng thoát cũng chỉ nên là những cái vùng mà ở trên 202, đừng nên gần quá, gần 202 quá, kẻo ăn đòn ha, kẻo ăn đòn của CJ bởi những cái cú đẩy ngược giá lên. Rồi, như vậy thì chúng ta đã vừa đi qua USD Index, vàng, dầu, một số đồng Forex chính, cũng như là một số Bitcoin và Altcoin chính. Như vậy thì chúng ta cũng đã có được cái một cái bức tranh, cái bài tập cho tuần tới, để mà có thể cần chơi thì chơi, không cần chơi thì nghỉ lễ, và khuyên anh em thì chúng ta nên nghỉ lễ thôi, tại vì giai đoạn này biến động thị trường rất là thấp, nó sẽ khó dẫn tới những cú breakout có xu hướng mạnh mẽ, mà giá thường sẽ sideways đi ngang trong những cái biên độ rất là chật hẹp như chúng ta đã thấy trên crypto, lẫn trên forex, lẫn trên vàng dầu trong tuần vừa qua. Rồi, hy vọng bài này như thường lệ sẽ giúp cho anh em có một kênh tham khảo để trade xuôi hoặc trade ngược đều được. Trade ngược admin trader Việt vẫn là admin trader top, vẫn là một trong những cái kèo mà nhiều anh em rất là thích thú, và hy vọng nó sẽ giúp ích cho anh em trong tuần tới. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.